Hello, xin chào cả nhà. Tôi xin kính chúc cả nhà luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Đây là chợ đầu mối nông sản lớn nhất Sài Gòn. Hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm 2023. Tôi sẽ review khu vực bán trái cây tại chợ đầu mối. Xin mời cả nhà cùng trải nghiệm với tôi nha. Thùng như là bao nhiêu á anh? 900 ngàn. À vậy ha. À bán ký mua cứ mua chùm gì à? Chứ không bán lẻ, không có là mấy ký vậy đó. Nhưng mà không bán lẻ, bán nguyên chùm phải không? Có lẻ ký nữa kìa, hộp ký. Hộp ký 100 ngàn. Vô hộp á. Vô sẵn 100 ngàn ký hả? Lấy cho em một hộp đi. Ủa cái bồng bon này nhiêu thùng ta? Sáu trăm ngàn thùng hả? Thùng này chắc 20 kg hả? Ký 16 kg thì chắc nhiều quá bà con cất ăn, chắc nhiều vừa, với khách hàng cũng dễ mua nữa, nhiều quá không bán. Bao nhiêu ký á chị? 200 ngàn ký trà lạ. Trái trà lạ này á, trong sạp bán 100 ngàn một ký hết nha. Rồi chỗ này thì tới 200 này mà cách nhau có mấy bước chân rồi nha. Bên đối diện cách nhau có Úc và thị sạp ra đây có chút xíu mà. Vậy mà cái giá đã chân lật nhau cả 100 ngàn hết nha. Mua trong sạp thì giá nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà cũng hên xui, với có bữa thì họ có lẻ thì họ bán, chứ không bình thường họ bán một chùm về mười mấy ký, mình cũng mua hết luôn chùm, họ có bán lẻ nha. Cái gì đó? Cái trà lạ nhiều ký đó chị? 120 hả? Sao rẻ vậy? 120. Mấy bữa thế là bán 300 đây hả? Để đi vòng chút xíu rồi. Trái trà lạ này Phương có ăn rồi, cũng rất là ngon. Cái vỏ nó hơi có vị chát nhẹ chút xíu thôi, nhưng mà cái vị ngọt của nó có hầu lắm, nó ngọt ngọt hoài trong miệng giống như cẩm thảo vậy ha cả nhà. Bạc đỏ 10.000 ký, bạc cherry 20.000 một ký, bạc cơm 20.000 một ký, lê đường 25.000 một ký. Chín quá hả? Sao có 35.000, sao rẻ vậy? Ăn được không? Mưa qua bán sổ hả? Sổ không bán hết thì mai bán với lo gì? Ở kia là ri 6 hả? Dạ. 50. Cam sành Vĩnh Long 10.000 ký. Cả nhà mình bấm nút like video để ủng hộ Phương đi cả nhà. Để Phương có động lực, Phương có tinh thần, Phương thường xuyên Phương đi quay video đây, và Phương sẽ chia sẻ các cái loại trái cây ngon và rẻ, và sẽ cập nhật giá các loại trái cây để cả nhà mình biết giá hay cả nhà. Cái nhà mình những ai mà chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ Phương. Phương xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bữa da xanh từ 20 tới 25 tới 30 ngàn một ký thì các loại hay cả nhà. Chỗ này cam sành mất 5.000 một ký luôn nè, thì 9.000 một ký thì theo loại, 8.000 một ký, 7.000 một ký cũng có, thì theo loại rất là nhiều loại hết cả nhà. Nhìn nè, cam rất là nhiều, rất ngon luôn, 8.000 ký nè, rất là ngon luôn rồi. Đây là cái khu vực họ bán số nhiều hết cả nhà, họ bán nguyên bịch. Đây là bịch dưa lê nè, 80.000 bịch 10 kg, họ bán một bịch 10 kg như vậy nha cả nhà. Họ không có bán lẻ, khu vực này họ không bán lẻ. Cái nhà mình thử mua một bịch gì đó. Thì bịch chóc nè, 60.000 bịch chóc 10 kg cũng có. 40.000 bịch chóc 10 kg cũng có luôn nha. Thùng này bao nhiêu ký? 16 kg không? Đó 20 kg lô. 50.000. 50.000 20 kg lô. Rẻ quá. Bán luôn. Chỗ này họ bán nhãn xuồng 18.000 ký luôn nè. Ở ngoài kia thì họ bán 20 tới 25.000 một ký. Cam 7.000 luôn, rất là rẻ luôn nha cả nhà. Nhưng mà ở đây mà mình phải mua số nhiều, họ bán 5 ký tới 10 ký họ mới bán nha nha. Còn có bán 1 2 ký. Cả nhà mình những ai mà đang trồng các cái loại trái cây này thì nhớ đăng ký kênh cho Phương, để mỗi khi mà Phương ra video mới cả nhà mình sẽ nhìn thấy video của Phương nha. Tại vì
kênh của Phương thường xuyên chia sẻ giá các loại trái cây ở đây, thì cả nhà sẽ khi mà Phương đăng lên cả nhà mình sẽ nhìn thấy video của Phương và Phương sẽ cập nhật giá để cả nhà mình biết giá hay cả nhà. Trái cây ở đây thì đa số ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ lên rất là nhiều hay cả nhà. Các tỉnh miền Đông thì cũng có nhưng mà ít hơn hay cả nhà. Trái seri 70.000 một bịch 10 kg, trái cà na 80.000 một bịch 10 kg, có loại 50.000 một bịch 10 kg luôn. Rồi xài non 100.000 một bịch 10 kg. Trái seri ở ngoài ở kia họ bán là 10.000 một kg. Cả nhà mình mua 1 kg cũng được tính giá 10.000 ha cả nhà. Còn ở trong đây mình mua 10 kg thì có 70.000 thôi. Thì nó chân lật 3.000 ha cả nhà. Cứ 10.000 là chân lật, người ta chân lật khoảng 30% á. Thì cả nhà mình cứ tính lên cái món 20.000 thì chân lật 30% là 6.000, mà cái món 30.000 chân lật 30% thì nó là 9.000. Khi mà mình mua số lượng nhiều với số lượng ít là chân lật từ 20 tới 30% ha cả nhà. Mua một bịch 10 kg thì sẽ được rẻ hơn 30% tất cả các loại trái cây ha cả nhà. Từ 20 tới 30%. Cho nên mà khi mà Phương cập nhật giá ở bên ngoài á, cả nhà nhìn thấy cái bảng giá đó thì cả nhà cứ trừ ham đi từ 20 tới 30% số lượng mình mua 10 kg thôi cả nhà. Cứ chờ, nếu mình muốn mua bịch 10 kg thì mình cứ trừ hao đi 20 tới 30% là ok. Tại vì á, cả nhà mua ngoài đó thì cả nhà được lựa những cái trái ngon, những trái mà bị dập bị hư á, thì cả nhà không có lựa, cho nên là họ phải trừ hao những trái hư trái dập trái ấy rồi trả phí mặt bằng này không bán bị thứ á, cho nên giá nó phải mắc hơn. Mà chưa nói là ra lấy về bán không hết, nó dư cái ôm nữa, bán ế ôm nữa. Đây là khu vực chuyên bán rau củ quả các loại ha cả nhà. Bầu 12.000 một ký, xà lách 10, Đà Lạt 10.000 một ký, cà chua bi 10.000 một ký. Bí đỏ 15.000 một ký, bí đỏ mà loại trái bí sáp đó ha cả nhà. Rau thì cũng tương tự như vậy, cả nhà mua một bịch thì sẽ được rẻ hơn từ 20 tới 30% ha cả nhà. Tất cả các mọi thứ đều như vậy. Tại vì tôi đã nói rồi, giống như bán lẻ thì họ phải trừ hao những loại hư, loại xấu, loại kia các thứ rồi hé rồi cái ôm rồi đủ thứ mặt bằng đủ thứ, cho nên giá phải cao hơn nha cả nhà, cái công bán nữa cho nên phải cao hơn từ 20 tới 30%. Còn cả nhà mình muốn mua xỉn, mua số lượng lớn một bịch 10 kg thì sẽ được rẻ hơn từ 20 tới 30% tất cả các loại rau củ quả hay cả nhà. Cho nên là khi mà Phương quay cái bảng giá ở đây á, thì cả nhà mình để ý là những cái bảng giá này cả nhà cứ trừ hao ra 20% cho Phương là được. Xà lách Đà Lạt cái loại giòn ngon mới ra đó là 10.000 một ký. Cả nhà mình muốn biết nhiều thông tin về chợ đầu mối thì cả nhà mình xem những cái video mà Phương đăng đầu tiên đó, những cái video đó Phương giới thiệu về chợ đầu mối này rất là nhiều, cho nên cả nhà mình có xem thêm nữa cả nhà. Củ cải trắng bên này rẻ dữ lắm luôn rồi nha, có 5.000 một ký, cả nhà mua một bịch 10 ký thì có 15.000, có loại thì bịch 10 ký 40.000 thì chơi loại cả nhà, rất là rẻ luôn, có 5.000 ký bày bán rất nhiều khắp chợ luôn ha cả nhà. Còn củ cải đỏ mà cái loại có đất của Đà Lạt đó thì 20.000 ký, còn loại thông thường thì 10.000, 12.000 ký. Ớt chỉ thiên 25.000 một ký, ớt hiểm từ 30 tới 35.000 ký, ớt sừng 20.000 một ký. Lá tía tô 15.000 một ký, các loại húng quế, các loại húng 15.000 một ký luôn, gấp cá 15.000 một ký, ngò gai 15.000 một ký. Rất là nhiều loại rau thơm giá 15.000, từ 10 đến 15.000 một ký ha cả nhà. Thơm mật Đà Lạt 15.000 một trái. Tắc 5.000 một ký, chanh Đà Lạt 5.000 một ký. Mua một bịch 10 ký có 20.000 ha cả nhà, rất là rẻ luôn. Có nhiều chỗ bán 10.000 3 ký thì đồng giá thì ha cả nhà. Nhưng mà cả nhà mua một bịch 10 ký là thường có 20.000 à, rất là rẻ. Đây là cái chỗ này, cái bịch xanh xanh 10 ký đó mà là 20.000 một bịch 10 ký ha cả nhà. Đó, cái đẹp bảng giá 20.000 bịch 10 ký vậy đó, xanh xanh đó nha. Còn cả nhà mình mua lẻ thì 5.000 một ký. Nó mua một ký cũng được, mình thích lựa trái nào ngon thì lựa thôi, còn mua bịch thì không được lựa ha cả nhà. Trong đó trái nhỏ, trái to, trái hư, trái dập, trái xấu gì mình cũng lấy hết được bịch ra nha. Video của Phương đến đây cũng dài rồi, Phương xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã xem hết video của Phương. Cô chú anh chị và các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh và nhấn nút like video, nhấn nút chia sẻ.
để không bỏ lỡ thông tin mỗi khi Phương ra video mới nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình bằng một video tiếp theo nhé.